Xin kính chào quý vị, sáng nay là mùng 3 tháng 7 năm 2016 và chúng tôi đang hoàn thiện chiếc giường bằng gỗ mun để chuyển đi cho một khách hàng bác ở Phú Thọ. Thì các cái giường, các cái đồ gỗ mun thông thường thì cứ thế là đánh nhãn thôi, nhưng mà đây yêu theo yêu cầu bác đã xem mộc và đã chuyển tiền rồi và bác muốn là đánh xi, cho nên là cái việc này là phải xóa cái chữ ký này đi để còn đánh xi chụp lên. Còn trước khi đánh xi thì tôi muốn quay phim lại hình ảnh chữ ký của bác để sau này bác kiểm tra lại đúng cái sản phẩm của bác. Lần lật cái giường lên cái, lật đầu giường cái để cho khách hàng nhìn chữ ký. Lật người hơi thế đây. Đây chữ ký của bác ở cái đầu thấp đây. Nó ở cạnh cái vệt trắng ở trên đầu đây. Vâng. Tiếp theo nữa là ở cái mặt giường. Cái mặt giường bên này là bác ký hai chữ. Chữ ký của bác thì rất là hoành tráng. Và đây là các cái thành giường. Đây là khoảng chính giữa thành giường. Thì nó có mấy cái vệt trắng đây. Và một cái thành giường kia thì là cũng khoảng chính giữa. Thì cái này vân rất là mau, vân tăm. Xong rồi làm. Còn đây là một cái mặt giường nữa thì bác cũng ký vào cái tầng thấp. Cái mặt giường này thì có đặc điểm là nó có một cái vệt trắng, xong rồi có cái chấm trắng tiếp theo đây, nó rất đặc trưng. Và bên đầu bên này thì là có ba cái sọc trắng tiếp theo đây, và cái thành này là vân rất là sọc. Như vậy là cái hình ảnh cũng đã rõ để và bây giờ là những người thợ bắt đầu là tháo và bắt đầu là xóa cái chữ ký đi để hoàn thiện cho bác. Trước tiên xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những clip sau. Và hình ảnh vừa rồi đang được quay tại tầng 1 khu A, bên kia là khu B chúng tôi.